Chào các em, hôm nay cô rất vui được gặp lại các em học sinh lớp 1 trong tiết 2 của bài học Nét thẳng, nét cong. Ở tiết 1, cô đã hướng dẫn các em cách tạo nét thẳng, nét cong và cách sử dụng các nét đó để tạo hình. Sang tiết 2 này, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các sản phẩm mỹ thuật được tạo ra từ nét thẳng và nét cong nhé. Và bây giờ, em hãy kiểm tra lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập chưa nhé. Đồ dùng học tập hôm nay gồm có bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu, hồ dán. Các em thân mến, ở tiết trước, các em đã thấy rằng nét thẳng và nét cong có rất nhiều trong tự nhiên, trong cuộc sống và trong các tác phẩm mỹ thuật. Em đã nhận ra sự khác biệt giữa nét thẳng và nét cong. Trong tiết 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tạo các sản phẩm đơn giản từ nét thẳng và nét cong và bước đầu chia sẻ được cảm nhận về nét thẳng và nét cong ở sản phẩm và tác phẩm mỹ thuật nhé. Để giúp các em đạt được mục tiêu này, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1, khám phá những điều mới mẻ. Cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về một số tác phẩm mỹ thuật có sử dụng nét thẳng và nét cong. Giới thiệu với các em, đây là một số sản phẩm mỹ thuật. Các em hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết. Các em thấy trên đây là những hình ảnh gì? Em hãy chỉ ra một vài nét thẳng và nét cong trong các tác phẩm mỹ thuật trên. Và bây giờ, em hãy đoán xem các sản phẩm mỹ thuật này được tạo ra từ các chất liệu gì vậy? Các em thân mến, các em có thấy hình ảnh cầu thây hút trong đêm pháo hoa, hình ảnh một chú cua và những cây kem đặt trên bàn, một chú cá và những bông hoa nữa đấy. Cô thấy có rất nhiều nét thẳng và nét cong trong các sản phẩm mỹ thuật này đấy các em ạ. Bức tranh Hồ Gươm trong đêm pháo hoa được vẽ bằng màu sắc dầu trên chất liệu giấy đen, có cầu thây hút được vẽ bằng những nét thẳng và pháo hoa được vẽ bằng những nét cong đấy. Và chú cua nhỏ xinh này được tạo ra từ giấy màu. Các em có thấy thân, càng, chân và mắt của chú cua được tạo ra từ sự kết hợp giữa nét thẳng và nét cong. Bức tranh Những cây kem mát lành được vẽ bằng màu sáp trên bàn và những ly, cốc được vẽ bằng nét thẳng, còn những cây kem được vẽ bằng những nét cong phải không các em? Còn chú cá này được cắt dán bằng giấy màu đấy. Các em có thấy trên thân chú cá có những hình vuông và hình chữ nhật được vẽ bằng những nét thẳng không? Còn đây là những bông hoa được tạo ra từ đất nặn. Các nét cong được tạo ra từ đất nặn thật là ngộ nghĩnh phải không các em? Những bông hoa này lại được tạo ra từ các loại hạt. Cô đố các em, đây là những hạt gì vậy? Trong hoạt động 1 này, các em hãy nhớ nhé, có rất nhiều chất liệu để tạo ra nét thẳng nét cong. Và từ nét thẳng nét cong, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều hình. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Trong hoạt động này, cô sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng nét thẳng nét cong để tạo hình. Đầu tiên, cô mời các em xem video để nhận ra được cách tạo hình từ nét thẳng và nét cong bằng giấy màu nhé.
Các em thấy đấy, từ giấy màu có thể tạo ra các nét thẳng và nét cong, và từ các nét thẳng nét cong đó em cũng có thể tạo hình. Và bây giờ cô mời các em tham khảo một số sản phẩm mỹ thuật của các bạn học sinh. Các em hãy quan sát thật kỹ xem bạn sử dụng nét thẳng và nét cong để tạo ra những hình gì, và bạn đã sử dụng chất liệu gì vậy? Sau khi nghe cô hướng dẫn là em đã rất tự tin để làm bài thực hành rồi phải không? Cô cho chúng ta cùng sang hoạt động 3, thực hành sáng tạo để cùng nhau tạo hình từ nét thẳng và nét cong nhé. Yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy sử dụng nét thẳng, nét cong để tạo ra một sản phẩm mỹ thuật bằng chất liệu mà em đã có nhé. Các em đã hiểu yêu cầu của bài chưa? Cô gợi ý thêm nhé. Em chọn chất liệu gì để tạo hình? Màu vẽ, giấy màu hay đất nặn? Em định tạo sản phẩm có hình ảnh gì? Và em sẽ sử dụng nét thẳng hay nét cong để tạo hình vậy? Cô chúc các em có thật nhiều sản phẩm mỹ thuật đẹp nhé! Sau khi làm xong bài thực hành, em hãy trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo gợi ý sau. Sản phẩm của em có hình gì? Sản phẩm đó được tạo ra từ chất liệu gì? Chi tiết nào được tạo ra từ nét thẳng? Và chi tiết nào được tạo ra từ nét cong? Các em thấy đấy, ngoài những chất liệu mà chúng ta đã kể trên, em cũng có thể tạo nét thẳng và nét cong với vật liệu và đồ dùng sẵn có như que kem, que tính, sợi dây, sáp màu, vân vân. Với một hình ảnh bất kỳ, em có thể tạo bằng nét thẳng và em cũng có thể tạo bằng nét cong. Ví dụ như hình con cá trên, cùng là một hình con cá, em có thể tạo bằng những nét thẳng là những que kem, và cũng có thể tạo bằng những nét cong là những sợi dây thừng đấy. Các em thân mến, trong bài học này chúng mình đã biết nét thẳng, nét cong có trong tự nhiên, trong cuộc sống và trong các tác phẩm mỹ thuật. Em có thể vẽ mọi hình ảnh bằng nét thẳng và nét cong. Các em nhớ nhé, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho người thân trong gia đình cùng nghe. Nhờ bố mẹ chụp ảnh sản phẩm và gửi cho cô sẽ nhận xét nhé. Xem và chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài học sau. Và bây giờ, em hãy đăng ký kênh Học Vẽ Thật Là Vui, bấm like và bấm hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.